Rồi, xin chào Lại Vinh. Hello, xin chào anh bạn, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì cũng nghe anh chị các bạn chia sẻ rất là khá lâu. Thì nói chung thì kinh tế Việt Nam hiện nay phát triển phải nói rất là tốt. Không, những cái thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó đối với tôi thì giống như cái đầu đầu của nó. Anh Nhật Minh cho tôi xin 1 phút để tôi trả lời cái bạn mà Châu La Khải như này. Lấy đất Về của họ trả cho họ bao nhiêu tiền một mét vuông ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ, đúng không? Bây giờ ví dụ như đất ở ví dụ đường Đồng Khởi thì giá khác, đất ở đường Nguyễn Thái Bình giá khác, đất nông nghiệp giá khác, mà đất nông nghiệp ở cái tỉnh ví dụ như Long An giá khác, đất nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh giá khác. Người ta có một cái điều luật người ta quy định rồi, đúng không? Tất cả nó đều 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 có luật mà có đơn giá đền bù hết, mà đất anh cứ có sổ đỏ kể cả đất nông nghiệp đấy thì coi như anh đền coi như 30 trăm ngàn một mét vuông, mà sau đó ví dụ như nhà nước sau đó có đầu tư vào, đúng không, xây ví dụ cái nọ cái kia chẳng hạn, thì biết đâu mình phải lấy thuế ở những cái doanh nghiệp người ta nhận cái đất đó để mà ví dụ nộp vào ngân sách nhà nước. Đất đó là đất của nhà nước mà giao cho người dân quản lý tùy theo đất ở hoặc là đất nọ đất kia. Bây giờ ví dụ như bây giờ anh đất nông nghiệp anh có ba bốn năm sào chẳng hạn, mà anh đòi coi như là ví dụ như đơn giá nhà nước đền cho anh 500.000 đồng mét vuông, bây giờ anh đòi 50 triệu 5 triệu, đúng không, thì có cái đó là cái sự vô lý đấy. Thôi mình chỉ trả lời mà ngắn gọn một tí xíu thôi, còn về cái đất đai nói chung là nó có rất nhiều. Thì lúc nào đấy thì anh chị em ở trên diễn đàn này mở một cái chương trình chuyên về vấn đề đất đai, vấn đề dân oan, thì các bạn hãy vào vào chương trình, mà cần thiết bạn lên chương trình tôi sẽ giải đáp cho bạn theo cái sự hiểu biết của tôi. Rồi xin mời anh Lâm Minh. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì nói chung thì Việt Nam hôm nay là một quốc gia, một đất nước đã và đang phát triển. Sự phát triển đó hiện nay rất là tốt, theo tôi thấy như vậy. Thì với chính sách đổi mới và niềm tin chiến lược và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam ta, tôi thấy là cái niềm tin chiến lược, phải nói là cái đường hướng ngoại giao đối nội và đối ngoại của Việt Nam, của nhà nước Việt Nam, tôi thấy phải nói là rất là tuyệt vời. Thì nhìn chung á, có một số người như là diễn đàn mà từ hồi sớm nghe anh Bằng nói là Việt Nam có phải là nô lệ, có nó bị nô lệ Trung Quốc không. Nói chung là thời buổi bây giờ là không có thể nói là nô lệ được. Làm ăn thì dĩ nhiên là phải có bị lệ thuộc lẫn nhau, ngay cả thằng Mỹ cũng Đúng vậy. Nó làm ăn dưới đây thằng Trung Quốc, cộng đồng thế giới nó cũng bị lệ thuộc lẫn nhau. Khi các anh chị các bạn mà đi ra mà buôn bán bưng hay bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, mình cũng muốn là làm sao cái hàng hóa của mình thu 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 hút người khác và làm cho cái khách hàng đó, nó lệ thuộc vào mình để mình có thể mà làm ăn lâu dài được. Cái đó là thương trường, nó là chiến trường thôi, cái chiến lược làm ăn thôi. Mà nói là Việt Nam là nô lệ cho Trung Quốc thì cái đó là một cái sự rất là ấu trĩ. Ngày hôm nay làm ăn bình đẳng với nhau, những cái mặt hàng hóa mà của anh tốt thì anh được sự chuộng của những quốc gia khác thôi. Như Mỹ nó cũng đi tìm những cái nguồn hàng của nó khắp cả thế giới, nhất là cái thị trường hơn 1 tỷ dân của Mỹ, của Trung Quốc cũng vậy. Thằng Mỹ chính vì sự lệ thuộc của nó quá lớn mà ông Trump ổng phải đứng lên, ổng phải tìm cách để đặng hạn chế lại bớt. cái tiếng của Lợi Minh coi như là hiện nay không có, xem lại cái mạng internet này. Là bây giờ đã đang nói bắt đầu đứng hình xuống rồi đấy, cái mạng ở bên Mỹ chứ đâu phải đâu. Như ở nhiều khi ở Việt Nam cái mạng internet còn nhiều khi còn tốt hơn ở bên Mỹ mà. Rồi mình mời lại lại mình. Hello,
xong xin lỗi, được rồi bạn đấy. phải có điện thoại, phải có điện thoại. Có À, việc đang nói ok. chuyện cái bị điện thoại cái nó đứng máy. À, Đúng rồi. xin lỗi anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, chào anh chị em các bạn lần nữa. Nói chung thì nói về vấn đề làm ăn kinh tế cũng vậy, thì cái chuyện mà hiện nay mình nói là Việt Nam nô lệ thì tôi có nói là cái điều đó nó không có. Cái vấn đề mà nô lệ nó đã chấm dứt từ lâu rồi, ngay cả Mỹ họ cũng gọi là bỏ cái giai cấp nô lệ từ mấy trăm năm nay rồi. Trên toàn thế giới ngày hôm nay cũng vậy, làm ăn hiện nay thì quốc gia nào cũng vậy, quyền lợi của quốc gia là trên hết. Việt Nam mình ngoại giao làm ăn với Trung Quốc, trong khi đó cái thị trường Trung Quốc hơn 1 tỷ dân đó nó kế bên mình, thì dĩ nhiên là mình phải tìm cách để đặng mà mình làm ăn, để đặng mình phát triển đất nước, chứ không phải mà hở ra là bảo là Việt Nam là nô lệ cho Trung Quốc. Cái đó là một cái sự suy nghĩ rất là ấu trĩ, một cái sự suy nghĩ nó kém hiểu biết. Các bạn thấy hiện nay thì Mỹ họ đang đấu đá với Trung Quốc về vấn đề mà gọi là kinh tế đó. Theo tôi thì Việt Nam mình nó có lợi rất là nhiều, tại vì mà những cái mặt hàng và đồng 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 tiền của Trung Quốc, thằng Mỹ nó tìm cách nó hạ giá cái đồng tiền của Trung Quốc và nó nâng cái mặt hàng của thằng Trung Quốc lên để cho cái giá cả nó cao lên, nó đội cao lên. Thì hiện nay thằng Trung Quốc nó tìm cách nó chạy, các bạn thấy nó chạy sang Việt Nam, nó chạy sang Việt Nam để đặng nó kiếm những cái nguồn hàng giá rẻ để đặng nó nhập về ngược về quốc gia nó, để đặng mà nó phục vụ cho cái đất nước của nó với hơn 1 tỷ dân. Cho nên hai thằng này nó đấu đá nhau, Việt Nam mình có lợi nhiều. Các bạn thấy những cái quốc gia lân cận hiện nay đó, nó tuồn vào Việt Nam, nhất là những cái quốc gia mà phát triển như Mỹ vậy, thằng Trung Quốc vậy, bây giờ nó nhảy qua Việt Nam nó kiếm những cái sản phẩm mà tiêu chuẩn và hàng mà nó thấp để nó cạnh tranh, nói chung là rất là tốt. Thì khi mà kinh tế nó sôi động như vậy thì đất nước mình nó sẽ phát triển, thì mình sẽ công ăn việc làm nó sẽ tốt hơn và đời sống người dân nó sẽ tốt hơn. Cái đó là cái chuyện trong một cái cộng đồng thế giới hiện nay, người ta làm ăn nó có những cái mâu thuẫn và nó có những cái mà xung đột về vấn đề kinh tế. Thì Việt Nam mình với sự lãnh đạo của Đảng khôn khéo thì mình tận dụng những cái cơ hội để mình chụp lấy, mình phát triển đất nước. Ngay cả những cái tờ báo lớn kinh tế của Mỹ nó cũng bình luận là Việt Nam sẽ là trở thành một cái con hổ của vùng châu Á trong cái sự phát triển của kinh tế. Các bạn thấy Việt Nam mình mới đổi mới hơn 20 năm thôi, nhìn chung đất nước phát triển ngày hôm nay phải nói là rất là tốt. Tôi về Việt Nam tôi làm ăn, tôi đi từ Nam ra Bắc, tôi đi rất là nhiều, từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây Việt Nam tôi đi hơi bị nhiều. Tôi lái xe tôi đi, Đúng tôi tìm hiểu, tôi thấy là những cái vùng nông thôn đô thị hóa và những cái khu vực ngày xưa chó ăn đá gà ăn muối phát triển một cách phải nói là rất là mạnh, phải là rất là tuyệt vời trong cái công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Mà những thành phần chống cộng cực đoan thì họ không bao giờ nhìn nhận, họ không bao giờ chấp nhận cái sự phát triển của đất nước, họ tìm cách họ phá hoại để rằng họ đẩy lùi cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Đây là một cái sự việc rất là đáng tiếc. Còn cái vấn đề mà của những người mà chế độ cũ, nói chung là cái cuộc chiến nào nó cũng đã đi qua rồi, còn cái chế độ cũ nó cũng không còn tồn tại. Tôi không muốn lại cái thằng Châu Gia Khải phong trào làm cán bộ nói một cái câu mà đúng là phải trẻ trâu, nó như có phong trào làm cán bộ để vơ vét, đừng điên thật, nói chung nói là trẻ trâu đúng những thành phần mà chống động cực đoan tụi nó rất là trẻ trâu anh bạn không, ơi, trẻ trâu nó chỉ nhiều khi nó đưa ra những cái câu hỏi rất là vớ vẩn, mất rất là buồn cười. Nhiều khi cái sự hiểu biết của nó như thế nào tôi thấy nó phải nói là nó nằm ở đâu đó, nó tận đáy cùng tận đáy của cuộc sống rồi sao. Trong khi đó cái giới trẻ Việt Nam hiện nay trong nước người ta đang phấn đấu để vươn lên. Các bạn về Việt Nam đi ra rời khỏi Việt Nam chừng 3 tháng quay trở lại thôi là nhìn thấy đất nước quê hương đã đổi mới rất là nhiều
ngay cả những người kiều bào mà ở hải ngoại, người ta yêu nước, người ta quay trở về Việt Nam, người ta rất là ngạc nhiên. Ngay cả những thành phần chống cộng cực đoan như vậy, họ mù mờ, họ họ cứ tìm đủ mọi cách để họ xuyên tạc phá hoại đất nước. Khi họ quay trở về Việt Nam, họ nhìn thấy thật sự đất nước đổi mới đó, họ phải quỳ xuống mà phải nói là họ khóc mà đốt ba nén hương để rằng mà gọi là cảm ơn quê hương tổ quốc. Các Đúng bạn thấy rồi. những người chống cộng cực đoan, ngay cả những người mà gọi là họ dùng những lời nhạc để đặng mà chống phá đất nước. Tôi nói ngay cả ông Phạm Duy đó, những nhà chống cộng lão thành đó, ông ta mà Rồi. phải cuối đời ông ta cũng phải gọi là ta về ta tắm ao ta, dù chung dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Cuối cuộc đời ông ta quay trở về với quê hương, gọi là sống ở quê hương và được giới trẻ Việt Nam mến mộ và thương mến ông khi ông trở về. Ông ta là những người sáng tác những bản nhạc gọi là chống cộng cực đoan chứ không phải là bình thường đâu. Các bạn thấy những lão thành như giáo sư tiến sĩ Trần Khê, các bạn biết ông ta là những người có chế độ cũ, bỏ hết cả đem hết cả những tài năng và khả năng của những cuộc đời của ông ta để đi nghiên cứu ở ở nước Ở ngoài. Pháp, Ông ta ở Pháp, ở đó, Pháp đó, anh Bằng thấy ông ta dời cả một cái Việt Nam, kho tàng hiểu biết của ông ta về Việt Nam, được giới trẻ Việt Nam yêu mến và khâm phục. nhà, Các bạn thấy những vâng, con người lão thành, nhà nước Việt Nam tôn vinh, giáo sư tiến sĩ Trần Khê, giáo sư tiến sĩ âm nhạc Trần Khê. anh Bằng thấy không, mà người ta nhìn nhận thấy rằng cái sự đổi mới đó là những tay mà lão thành mà chống cộng mà trí thức, chứ không phải là giỡn đâu đó. Tôi nói là không phải, tôi nói là những thành phần mà bá đạo đó, họ Vâng. còn quay trở Đó, về bây với giờ tôi tổ. nói anh này, bây giờ thằng Châu gì, cái tên nó là Châu La Khải thì là tên của người Tàu rồi. Mà nó viết chính tả còn sai chữ chôn đâu, anh hiểu không? Cái thằng này có cái văn hóa cái lớp 2, chữ chôn đâu mà nó viết chữ TL. Mẹ đúng là mày vào đây mày có bằng cái chính tả của mày chưa ra cái gì rồi, đã không đúng rồi. Mày bảo quả cải cách giáo dục với cải cách cái gì, mày nói như là đúng rồi. Gọi trẻ Anh Bằng Châu, thấy đúng là trẻ Châu. nếu đất nước mình mà không phát triển đổi mới không tốt thì những con người này người ta đâu có quay trở về Việt Nam làm gì. Anh Bằng thấy ngay cả những người chống cộng mà khét tiếng như ông Nguyễn Ngọc Lập, anh thấy ông ta trở về mà khóc khóc sướt mướt, đốt nén hương cho hồn hương sông nước. Ngay cả bà Khánh Ly anh thấy không? Trở về Việt Nam bà ta cũng đốt những nén hương lòng trên quê hương, ra ngoài bãi biển mà bà quỳ xuống mà bà phải đốt những nén hương mà với quê hương dân tộc. Biết bao nhiêu người người ta đã nhìn nhận thấy cái sự đổi mới phát triển của quê hương của đất nước. Chỉ có những người mà chống cộng cực đoan họ không, họ cứ sống ở trong những sự ảo tưởng, họ tìm đủ mọi cách để đặng mà họ giật dậy một cái chế độ nó không còn tồn tại nữa. Những thành phần trí thức hiểu biết hải ngoại người ta cũng đã muốn quên đi những cái năm tháng quá khứ của một cái chế độ nó không còn tồn tại. Cho nên tôi khuyên EQ, bạn là người có những cái tấm lòng, tôi nghĩ rằng bạn là người có thiện chí chứ không phải là không. Bạn cũng không cần phải để ở trong lòng cái gọi là cái chữ của chế độ cũ nữa. Ngay cả bạn không cần phải đem anh Cầm Nguyễn hay là những người của chế độ cũ ra để đặng mà hỏi họ nghĩ sao. Họ những người như anh Cầm Nguyễn, những người như của chế độ cũ đó, anh Tư hay vân vân, tôi mà phải nói là rất là nể họ vì họ sẵn sàng bỏ đi những cái quá khứ, họ nhìn về cái tương lai. Tại vì một cái thể chế nó không còn tồn tại nữa. Một thể chế nó không còn tồn tại nữa. Ngày hôm nay dù EQ có cố lôi kéo nó hay một số những người khác cố lôi kéo nó thì nó cũng đã chết, nó cũng đã không còn nữa. Đúng Mỹ đã không rồi. còn 43 năm rồi. ủng hộ Đúng nữa, rồi. cộng đồng thế giới họ cũng không còn biết về cái chế độ cũ là ai nữa. Đấy. Và ngay cả ông Dương Nhân Minh đã tuyên bố giải thể rồi, người ta đã giải thể rồi, không còn chiếc áo nhà binh, họ chỉ còn tồn tại khi họ họ cái chính quyền đó nó còn ở, nó phải tồn tại thì cái chiếc áo nhà binh đó nó mới tồn tại thôi. Mà khi nó đã không còn, nó giải thể rồi thì mình cứu néo néo kéo níu nó để làm cái gì, chỉ xong ảo tưởng rồi mình cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng.
và sống như vậy thì nó là phí đi những cái thời gian, trong khi đó AQ và những người khác đang sống ở trên đất Mỹ, đang có những cái văn minh hiểu biết, thì mình cần phải thay đổi cái lối sống đấy, cùng với những người dân trong nước và cùng với những người dân trong nước để đồng hành và xây dựng và phát triển đổi mới đất nước. Mình muốn Việt Nam mình tốt. Sao gần hết Dân giờ Minh, anh? không không không, như thế này mình muốn khoe một cái chai nước như thế này. Đây là lọc lọc nhá, lọc của các chiến sĩ đã hy sinh vào ngày 28 29 30 năm 1975 tại cầu Rạch Chiếc, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi chiều hôm nay chúng tôi đã ra coi như viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở cầu Rạch Chiếc vào ngày 28 29 30, trước cửa ngõ Sài Gòn. Tức là chỗ cái cầu Rạch Chiếc đấy chỉ cách cái cách cầu Sài Gòn cỡ khoảng độ 2 cây số thôi. Đấy, đây là cái lọc của các chiến sĩ nhé. Đấy. Tuyệt vời Đây là ha, cái chai nước lọc vào. phải nói là tuyệt vời. Việt Nam mình ngày hôm nay là một quốc gia phát triển và đổi mới, và cộng đồng thế giới hiện nay phải nói là họ rất là nể cái những người lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Theo tôi thấy vậy, ngay cả 4 đời tổng thống Mỹ họ còn phải phải nói là nể và khâm phục những người mà cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng vậy, như cỡ như John McCain, John Kerry, là những tay mà ngày xưa gọi là họ rất là hung hăng khi đến Việt Nam, các bạn thấy, và họ đã thấy được cái sự sai lầm trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, và họ cũng đã quay trở lại Việt Nam trong những cái niềm vui tay bắt mặt mừng. Và những cựu chiến binh của Hoa Kỳ cũng vậy, họ từng tham chiến vào Việt Nam, họ đã, cũng đã nhìn thấy biết được những cái một cuộc chiến vô nghĩa đó, và họ cũng trở thành những người bạn rất là thân thiết với Việt Nam. Họ Đúng, quay trở rất lại, thân thiết. Anh có họ không nhớ, có còn xem tật kiểu thù nữa. có một vâng có một cái cuộc gặp giữa cựu phi công của coi như Việt Nam sang gặp coi như các cựu phi công của Mỹ tham gia cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Anh thấy không? Ở bên Mỹ cái cuộc gặp đó rất là cảm động, cho nên là cái tình đoàn kết giữa cái người Mỹ và người Việt Nam càng ngày người ta càng thắt chặt lại. Nó đối Đúng ngược đấy, lại với một số cái kẻ mà chơi chống cộng cực đoan đấy. đúng là bạn thấy mà Vâng. ngày xưa họ là những người đổ máu, họ cũng là những người tham chiến ở Việt Nam, họ tới Việt Nam và bây giờ họ trở thành những người bạn thân thiết với Việt Nam, họ trở lại rất là tình thương mến thương anh bằng đấy. Ngay cả những người mà ngày xưa cái chị tươi, một cái người mà cách mạng, chị như là chị Nguyễn Ngọc Tươi đó, các bạn thấy tha mạng cho mấy ông lính Mỹ đó, thay vì bắn mà không bắn, thấy ông mấy ông cầm tấm hình mà khóc đó, trong lúc mà đi chinh chiến đó, đi sang Việt Nam tham chiến đó, họ cũng trở lại, họ họ bắt tay và họ cảm ơn chị Phạm Ngọc Tươi, thì phải chị Phạm Phạm Thị Ngọc Tươi đó, các bạn thấy họ cảm ơn chị đã tha mạng. Người ta sống rất là nhân bản chứ không phải giống như những người mà chống cộng cực đoan cứ tìm đủ mọi cách để đặng mà xuyên tạc chống phá đất nước, thì tôi thấy là cái đó là nó đi ngược lại cái đạo lý của con người, nó đi ngược lại những cái sự thật mà ngày hôm nay thế giới người ta đang hòa đồng sống với nhau. Các bạn thấy ở Việt Nam, một từ một quốc gia, một đất nước gọi là bị tàn phá bởi chiến tranh, đổ nát chỉ còn lại một đống gạch gì bụng thôi, mà chỉ hơn 20 năm thôi mà đất nước đã phát triển từ một quốc gia gọi là nghèo khổ, nghèo đói đó, mà ngày hôm nay Việt Nam không còn là một quốc gia nghèo đói nữa, nó trở thành một quốc gia gọi là phát triển, mà cộng đồng thế giới họ đang dồn vào Việt Nam, họ đang nhìn Việt Nam như là một cái chiến lược kinh tế, và ngay cả Mỹ hiện nay họ nhìn vào Việt Nam với chiến lược như là quân sự, vừa kinh tế và vừa quân sự, để đặng mà củng cố, để đặng mà kiềm chế Trung Quốc. Các bạn thấy rất là tuyệt vời với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam ngày hôm nay. Cái gì đúng thì mình cần phải học hỏi, chứ không thể nào mà ngồi đó ôm cái quá khứ đó để nuôi những cái sự mộng ảo tưởng. Một cái chế độ nó không tồn tại nữa, nó đã đi vào trong những cái vĩ vãng rồi. Ông bà ta có câu thắng làm vua thì thua làm giặc thôi, thời nào cũng vậy, bây giờ chống cái gì nữa.
trong khi đó hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở ở hải ngoại trên ở hải ngoại ở trên khắp cả thế giới này, để bao nhiêu người mà ngoan cố mà còn leo lên mạng mà cố gắng như thằng Trương, thằng Tân Thái, rồi Benny Trương, rồi Rosa Đao, rồi con Lisa Phạm, các bạn thấy trong cuộc phỏng vấn vừa rồi của người của những người mà gọi là cái đài chương trình cái kênh Nửa Vòng Trái Đất đó, phỏng vấn nó thật sự nó cũng không có muốn chống Việt Nam nữa, mà tại vì nó lăn vào cái dòng sấy đó rồi, cho nên nó tiếp tục để đặng mà nó kiếm ăn thôi. Các bạn thấy nó cái những cái gì mà những người chống cộng hiện nay tôi thấy họ làm đó, nó chỉ là tự họ bôi nhọ và làm xấu đi những cái hình ảnh của những người Việt đang hay, còn ở những hải người ngoại. Việt kiều đúng. Cho nên tôi kêu gọi bà con kiều bào hải ngoại là những người yêu nước chân chính, chúng ta hãy cùng nhau đồng một lòng đứng lên vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan, để đẩy lùi những cái tiêu cực, để đẩy lùi những cái mà bộ mặt xấu tuyên truyền không đúng và làm những cái hình ảnh rất là xấu của những người bà con kiều bào ở hải ngoại. Tôi thấy chúng ta là những người có cái cơ hội, có cái dịp mình đã đi ra nước ngoài rồi thì mình đã học hỏi những cái hay, những cái tốt, mình cần phải truyền cái ngọn lửa đó cho tới về với quê hương của mình, cùng nhau xây dựng tổ quốc đất nước ngày một hùng mạnh hơn. Cứ ngồi đó bài trừ Trung Quốc, thằng Trung Quốc nó có hơn 1 tỷ dân mà trong khi đó mình chỉ có chưa đến triệu, 100 triệu dân, 100 triệu, 95 trăm triệu triệu dân mà cứ ngồi đó bài trừ Trung Quốc, bài trừ Trung Quốc, ngồi đó cứ là đảo biển mà mất rồi, rồi ra ra đó rồi cứ đóng đánh chiếm ngay cả hàng Mỹ mà nó còn phải nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề biển đảo, ngay cả thằng Nhật nó cũng có những cái sự tranh giành với Trung Quốc về biển đảo mà nó cũng phải kiềm chế, thằng Philippines mà nó cũng tranh giành với thằng Trung Quốc biển đảo, thằng Trung Quốc chiếm cái bãi cạn hồi của thằng của Việt Nam mình mà Trung mà Philippines đúng. chiếm hồi xưa đó, thằng Trung thằng thằng Bãi cạn Philippines nó Sampula. và nó ngậm đắng nuốt cay mà nó không biết cách nào để đặng mà nó lấy lại được của thằng từ tay thằng Trung Quốc, nó đành phải chịu thôi. Vấn đề tranh giành Biển Đông là nó có những cái sự mâu thuẫn chồng chất với nhau, cái gì hiện nay mình giữ được thì mình giữ thôi, hiện nay mình giữ 21 biển đảo thì mình cứ tập trung mình giữ đó và mình bồi đắp và mình cố gắng mình tạo những cái niềm tin chiến lược, những cái quân sự cho những cái biển đảo đó để mình củng cố an ninh quốc phòng. Chứ bây giờ ngồi đó cứ là gạt ma rồi kiếm cách chiếm lại. Tôi nói nếu mà bây giờ quay ngược lại nói một chút xíu về cái chế độ cũ, chứ mà chế độ cũ mà Mỹ ngày xưa không tham chiến ở Việt Nam, không tham vọng vào Việt Nam đó, ở khu ở miền Nam đó, thì mà không làm mất với cái chế độ cũ, không làm mất biển đảo thì ngày hôm nay Trung Quốc đâu có cơ hội để đặng mà nó quậy phá Biển Đông đâu. Đấy, các bạn thấy ai ai đã làm mất biển đảo? Thời ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Diệm ông tặng cái đảo Hoàng Sa, phải không anh Bằng? Hoàng Sa, mình nhớ Hoàng Sa, cái đảo Ba Bình đó, cái đảo Ba Bình đó cho ông cho Đài Loan, Đài Loan mà được sự ủng hộ. Để anh Bằng thấy không, ông tặng cái biển đảo đó cho Đài Loan. Rồi sau này rồi anh Trung Quốc, anh Mỹ, anh bật đèn xanh cho thằng Trung Quốc ra chiếm cái đảo Trường Sa, chúng đốt cuối Hoàng cùng Sa, Hoàng Sa, Hoàng Sa. Anh Bằng thấy không, vì những cái lẽ đó, những cái mà quyền lợi của những cái quốc gia lớn nó tranh giành, nó chia nhau, chia chác nhau để đặng mà Mỹ tìm cách là mà rút khỏi Việt Nam trong cái sự danh dự. Đấy, riêng Trung Quốc nó ngậm được cái đảo đó lớn đó thì nó tìm cách để đặng mà nó tham vọng thôi. Thì bây giờ này mình phát xin lỗi đội binh, bây giờ này tức là nói với mấy cái những cái bạn mà bên phía đối lập này, chương trình tôi là chương trình mở mà tôi nói năng, tức là mình nói cũng rất là lịch sự. Thứ hai là mình cũng có một vấn đề tranh luận. Có bạn nào ví dụ các bạn thích tranh luận thì các bạn cứ lên cái kênh của tôi vào những thứ hai, thứ ba, thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 9 giờ tối trở đi.
mà tôi làm hết là 4 tiếng, là cỡ khoảng độ gần 1 giờ. Đấy, gần 1 giờ sáng thì các bạn lên tranh luận xem là mọi người ở dưới người ta thấy các trình độ các bạn như thế nào và sự hiểu biết của các bạn đi đến đâu. Vâng, tôi sẽ sẵn sàng. Tôi là người dân bình thường, không có cán bộ đảng viên, không có ban tuyên giáo, không có một cái gì hết ấy. Thì nói chung là mình trình độ mình đến đến đâu thì mình coi như là chia sẻ đến đấy. Đấy, tôi mời các bạn, nhiều bạn cũng vào ở đây, coi như là con măng như là trẻ trâu ấy. Nói chung là con măng thì nó mỏi tay thôi, nên nói là nó được nhược nhiều vấn đề. Rồi, xin mời lại mình. Cảm ơn bạn. Nói chung thì mấy thành phần mà chống cộng đoàn mà trong và ngoài nước hiện nay, cái sự hiểu biết của họ tôi thấy nó nằm ở tận đáy. Nó nằm ở bây giờ đây, xin lỗi, tôi giải thích cái trường hợp ví dụ này, đại tá Bùi Tín, thấy chưa? Cái đại tá Bùi Tín ấy, cái thời gian mà coi như là ông ấy chạy sang Pháp ấy, thì nói chung ông sợ, thấy chưa? Có khả năng là bây giờ Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam các thứ. Thành công là ông ấy thuộc dạng coi như là cũng là tổng biên tập báo Nhân Dân thôi. Thành công là ông ấy sợ Trung Quốc quá, coi như là ông ấy muốn coi như lo riêng cái bản thân của ông ở bên Pháp. Nhưng mà cuối cùng cuối cuộc đời của ông ấy, đúng không? Ông ấy thấy có những kẻ phản bội nhân dân, phản bội lại Tổ quốc. Thử xem nào cái cuộc sống của ông ấy cuối đời bên Pháp như thế nào, đúng không? Nếu mà ông ở Việt Nam với cái tư cách là ông là cán bộ cấp cao, hồi đại tá là cấp cao rồi, thì nói chung cái cuộc sống ông rất ổn định và rất là hay. Chứ không phải là ông coi như ấy, ông ấy là cái thằng mà nhát chết, coi như chưa coi như thấy bọn Trung Quốc đánh sang là ông ấy chạy rồi. Đấy. Còn nói chung trong một cái xã hội nha, tôi nói với tất cả các bạn này, nói chung cũng có người này người kia, chứ không phải tất cả cán bộ đảng viên đều là tốt hết, hoặc là tất cả những cái ủy viên trung ương đảng các thứ người ta đều là tốt hết, người ta vì dân vì nước khác. Trong một cái xã hội nào cũng thế thôi. Thủ tướng coi như Malaysia thăm nhũng, coi như là các bạn tìm hiểu cách đây 1-2 tháng này, cuối cùng ông thủ tướng hiện nay có 92 tuổi lên thay quyền để lãnh đạo coi như là Malaysia. Cựu thủ tướng coi như Hàn Quốc đấy đang bị tù coi như xử coi như là một lần nữa cộng thêm tội vào, tổng cộng 30 năm tù đấy. Cho nên một cái đất nước nói chung là cũng có người nọ người kia, nhưng mà nói chung là mình không thể đánh đồng cho cả một cái dân tộc được, đánh đồng cho cả một đất nước được. Đấy, tôi chỉ giải thích cho bạn một điều thế thôi. Rồi, xin chào anh Minh. Dạ, bằng nói vấn đề mà những người mà như ông Bùi Tín, tôi thấy cái đó là tại vì bản thân của ông, ổng ham sống sợ chết. Đúng rồi. Ổng sợ là khối cộng sản sụp đổ, sẽ sụp đổ cho chạy trước. Ổng chạy trước. Ổng nghĩ là Đảng Việt Nam sẽ sụp đổ. Ổng là một con người phải nói là ổng tính nhưng mà không bằng trời tính. Trời bằng tính. Đấy. Đấy, cuối cùng cả cuộc đời của ổng sau này rất là thê thảm. Một buổi chiều mà của Bùi Tín, các bạn coi về bài báo nói về ông Bùi Tín, cái buổi xế chiều đó nó thê thảm thê thảm khủng khiếp luôn. Nó ông rất là muốn quay trở lại Việt Nam, nhưng mà những cái lỗi lầm không còn được, không thể nào. Nhà nước mình sẽ xong sẽ quay trở về thôi, nhưng mà không dám. Đó đúng là rồi, sự xấu hổ của ông quá nhục nhã đi. Thế tôi nói với anh có một cái trường hợp nữa là cái ông mà cái thời gian mà kiểu trước Trung Quốc là ông Hoàng Công Hoan. Anh có nhớ ông Hoàng Công Hoan không? Ông còn là phó chủ tịch quốc hội, coi như là đấy, ông là cái cấp to. Ông sang bên kia ông phản bội nhân dân Tổ quốc. Cuối cùng cái thời gian năm 1979 ông nghĩ là coi như Trung Quốc đánh tràn ở Việt Nam rồi, coi ông ấy chạy trước. Có nhiều đấy, người Hoàng Công Hoan sao đúng chứ? Còn 5 là... phút nữa đợi. Đâu, là mình còn 5 phút nữa. Okay. Rồi, ok, bằng người cộng sản sẽ sụp đổ và họ nghĩ rằng cái khối Đông Âu lúc đó, cái cộng khối cộng sản Đông Âu châu Âu nó sụp đổ, nó gọi là domino, nó sẽ dây chuyền và nó kéo theo Việt Nam. Họ tính những cái sai lầm cho nên họ chạy trước. Cái bà Dương Hương cũng vậy thôi, bà Dương Hương vậy, rồi cuối cùng cuộc đời sao cũng tha thương cầu thực. Bây giờ nè các bạn nha, cho nhốt cái thằng Vũ Nguyễn này xuống hầm cầu. Chúng mày một cái thằng ngu si đần độ, chúng mày coi như không còn một cái gì nữa, chúng mày dễ chết mà chúng mày xúc phạm đến những người đã mất rồi, cho mày xuống hầm cầu luôn. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, nhìn quê hương đất nước đổi mới ngày hôm nay, những người đó bây giờ sao? Một thời họ rất là vang tiếng và nổi tiếng, tôi nói nếu mà họ còn ở trong nước bây giờ họ... Rồi, mình lúc luôn rồi. Phải nói là hơi bị ngon đó, bởi vì những cái sai lầm của họ. Ngay cả những bất cứ quốc gia nào cũng có những người... Chương trình sau anh Minh Đỗ ơi, hiện nay coi như là còn có 2 phút nữa thì hết. Ok thôi, thì còn 2 phút nữa thì tôi xin chúc anh chị em các bạn ở quê hương
gặp được nhiều may mắn và sức khỏe và thành công, cũng như bà con kiều bào ở hải ngoại trong cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi xứ người, làm ăn luôn khấm khá và kiếm được nhiều tiền và có cuộc sống thuận lợi tốt, mang cái sự hiểu biết về đóng góp cho quê hương, cho tổ quốc, cùng nhau xây Rồi dựng lên một duyên nước Việt chưa? Nam Rồi. giàu mạnh và tốt đẹp hơn. Thì nói chung thì đối với tôi, Việt Nam quê hương đất nước không có nơi nào bằng quê hương đất nước của mình chứ. Xứ người ta, cái đất Mỹ này nó là của bọn da trắng thì mãi mãi là của nó thôi. Đó, Đúng. đừng nghĩ rằng mang được cái quốc tịch Mỹ là tôi là công dân Mỹ là tôi là ngon rồi, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Đó, năm năm xưa khi Nhật nó đánh thằng Mỹ ở Trân Châu Cảng Hawaii đó, thì Mỹ nó cũng lùa những cái công dân mà Mỹ đó ra vô trại tập trung hết trơn, thì các bạn thấy rồi sau cái vụ 911 cũng vậy, Mỹ nó thay đổi lại toàn bộ luật pháp của nó củng cố lại cái an ninh của nó, dân tộc thiểu số lúc nào nó cũng là một cái gọi là minority, nó không phải là majority, Mỹ trắng lúc nào nó cũng là số đông và cái dân tộc thiểu số nó cũng dân là số ít thôi, Ok. chứ đừng có mà ôm được cái quốc tịch Mỹ bắt đầu mình làm như là mình lên thiên đàng rồi. Xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Bye bye. Rồi xin Chào anh chị. bye bye Đại Bình. Rồi, hiện nay Dạ. chương trình coi như cũng gần kết thúc. Rồi anh Vinh Đỗ thì hẹn anh bảo là 12:30 nhưng cuối cùng anh mải mê làm quá đến bây giờ anh vào thì chương trình cũng hết rồi. Rồi xin chúc tất cả các bạn một đêm ngon giấc và xin chúc tất cả các bạn Việt kiều coi như một ngày làm việc rất là vui vẻ. Vâng. Thì nói chung là nói với Khoa Lê là anh Đại Minh có đầu tư nhưng mà về cái ấy rồi. Nhưng cũng cũng không phải là như như một số bạn bên đối lập là nói là anh mở 3 4 công ty không có đâu, nhưng anh có đầu tư về Việt Nam mà cũng có một cái hiệu quả rất là tốt. Vâng, cũng rất là may vừa rồi anh Lệ Minh có về, về thăm Việt Nam cách đây khoảng hơn 1 tháng và có ghé qua nhà tôi chơi và nói chung là anh em chúng tôi rất là chân tình với nhau. Rồi, vâng xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn các bạn trong chương trình từ 21 giờ ngày thứ hai tuần tới. Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ này Thư Hồ muốn nhé, thì tuần sau vào thứ hai lên chương trình của mình với điều kiện rất lịch sự hỏi hung tất cả thứ đối với trình độ của mình đến đâu mình sẽ trả lời bạn ấy đó, nói chung là với tiêu chí là lịch sự tôn trọng lẫn nhau, bạn là người Việt Nam tôi là người Việt Nam, nói chung là ví dụ bạn có đưa mặt ra cũng được hoặc không đưa mặt ra cũng được đấy, đấy thì tôi sẽ coi như tranh luận cùng với bạn đấy, hẹn bạn coi như là vào thứ hai tuần sau từ 21 giờ trở đi cho đến cỡ khoảng 1 giờ. Vâng rồi xin chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn tất cả các bạn.